Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Cần Thơ lên kế hoạch tổng thể phòng chống dịch từ nay đến cuối năm. Ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn 3483 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng chống dịch trong toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thật nghiêm ngặt, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng với tần suất sàng lọc diện rộng và toàn diện đã bóc tách được nhiều F0, đã đưa đi cách ly y tế, tuy nhiên vẫn còn phát hiện nguồn lây trong cộng đồng. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận huyện đánh giá kỹ lưỡng các nguồn lây, nguy cơ, diễn biến tình hình dịch bệnh để xây dựng kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đời sống nhân dân thành phố sau ngày 25 tháng 8 năm 2021 và trong những tháng cuối năm 2021 một cách toàn diện, khả thi, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 24 tháng 8 để báo cáo Ban chỉ đạo thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả việc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ sau 9 ngày triển khai chiến dịch. Xét nghiệm sàng lọc đối với các khu vực ấp nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR và thông báo kết quả trong 24 giờ để liên tục bóc tách nhanh các F0 ra khỏi cộng đồng. Phát hiện, xử lý ngay nguồn nghi lây nhiễm đối với các trường hợp có biểu hiện dịch tễ như sốt, ho trong cộng đồng. Các cơ sở y tế trên địa bàn khi nhận được thông tin khai báo của người dân cần phải xử lý ngay thông tin và hỗ trợ kịp thời công bố các trường hợp F0, tránh tình trạng công bố chậm dẫn đến việc F0 tiếp tục di chuyển, tiếp xúc lây nhiễm trong cộng đồng. Đối với khu vực cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung, chấn chỉnh cách thức tổ chức, quy trình cách ly, đảm bảo thực hiện nghiêm việc cách ly theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế. Đối với khu vực phong tỏa, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Ủy ban Nhân dân quận huyện có trách nhiệm triển khai công văn 3444 ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chấm dứt phong tỏa. Công an thành phố và chính quyền địa phương khu vực phong tỏa cần tăng cường công tác giám sát, xử phạt những trường hợp vi phạm tại các khu vực phong tỏa. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố còn chỉ đạo các vấn đề về các biện pháp duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, về an sinh xã hội, về chuẩn bị năm học mới, về phân bổ và tiêm chủng vaccine đợt 6. Trong đó, tiêm vaccine đợt 6 ưu tiên cho những người đã tiêm mũi 1 và đến thời hạn tiêm mũi 2, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền, người trên 65 tuổi. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.